Minh à? Lưỡi đâu bà? Có chuyện gì thế? Chuyện của ông Lưu chứ còn chuyện gì nữa? Chú Lưu làm sao? Chúng nó lại đến gây sự à? Để tôi đến, tôi cho chúng nó mất trận. Bà! Hả? Thế có không, chuyện gì? Không phải. Thế mà cô cứ la thất thanh ấy, làm tôi hoảng quá. Chả là xóm mình bây giờ thấy anh Lưu anh ấy củng quẫn quá, thế nên là mới cử cháu ra làm đại diện, đi quyên góp mỗi nhà một tí ạ. Mà chú ấy nợ nần lớn như thế, biết bao nhiêu mà đủ hả cô? Thì đóng góp bao nhiêu? Ai có bao nhiêu bóng có bấy nhiêu ạ. Ôi dồi, bà là quyên góp nhiều nhất xóm đấy nhá. Đây, tôi chả có nhiều nhặn gì, đóng góp một tí cô ạ. Của ít lòng nhiều, bao nhiêu cũng được ạ. Đây, để con ghi vào đây. Bà Tình, 70.000. Bà ký cho con một chữ. Nhưng mà bà không biết chữ nhỉ? Thôi cô ơi, cô cứ ghi tên cô là được rồi. Chứ tôi đóng góp không nhiều nhặn gì đâu, người ta biết người ta cười cho. Không được, giúp đỡ là phải rõ ràng. Con cứ ghi vào đây, rồi con ký hộ nhá. Xong, thôi con đi đây. Cô ơi, thế mà bà thêm bao nhiêu? Không, tiền này là tôi dành dụm mãi mới được, để về quê đấy cô ạ. Cô ơi, tôi về quê rồi ấy, tôi nhờ cô đi sang ăn cơm với cái Luyến hộ tôi nhá. Tôi kho cái nồi cà kho ăn mấy ngày mới hết cơ cô ạ. Mà em nó ăn một mình hay bỏ bữa, cô ăn cho nó vui cô ạ. Bà về quê làm gì? Ở quê làm gì còn nhà nữa đâu mà về? Vâng, trước còn nợ nần, về thấy ngại. Giờ già hết rồi thì cũng phải về quê thăm người này, hỏi người kia chứ. Nếu không sau này mà chết, người ta không cho về chôn đâu cô ạ. Bà, phủi phui cái mồm bà đi, nó linh ta linh tinh. Thật mà, tôi có nói linh tinh gì đâu hả cô? Bà lại bắt đầu giống bà Lục rồi đấy. Cô đúng là được cái mồm cái miệng cứ oang oang như cái loa phường nhỉ. Dạo khéo khéo là người ta giao cho cô cái công tác này là đúng đấy. Rồi con đi đây, đi sang nhà khác xem có quyên góp thêm được đồng nào hay đồng đấy. Con đi bà nhá. Vâng. Đúng là nợ nần khổ thật. Nhưng mình cũng có đâu mà giúp.